Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho những bạn nào mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ có thiết kế diver nhưng mức giá của nó là cực kỳ phải chăng và rẻ, thậm chí là sinh viên dễ dàng tiếp cận luôn, để các bạn đeo để phù hợp với thời tiết và khi mưa này, hay là các bạn đeo chiếc đồng hồ backup khi ra đường vẫn đảm bảo được độ trẻ trung, độ cá tính. Và ngày hôm nay mình mang đến chiếc đồng hồ MTB 120. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Casio MTB 120 phiên bản 1AD VF. Thì các bạn có thể thấy đây, chiếc đồng hồ này Casio đã mang cái thiết kế của những dòng đồng hồ, dòng lặn đồng hồ diver lên cái dòng đồng hồ này của họ, nhưng mà họ làm với chi phí là khá là rẻ hơn, cho nên Casio đã cắt bớt về những cái phần tính năng cũng như là những cái đặc điểm mà các bạn thường thấy trên cái dòng diver. Họ copy lại những đặc điểm đó nhưng mà họ lại cắt gọn lại, họ không có để gần là full chức năng. Chiếc đồng hồ này mặc dù mang thiết kế lặn nhưng mà chiếc đồng hồ này mình lưu ý là nó chỉ có khả năng chịu nước là 50m thôi. Các bạn chỉ đeo chiếc đồng hồ này để mình đi mưa hay là mình rửa tay thôi, mình không có thể sử dụng chiếc đồng hồ mà đi lặn được, lặn là nó dạo chơi thủy cung luôn á. Cái phần size mặt trước của chiếc đồng hồ này với cái phần size mặt là 44.9mm thì nó gần như là 45, nhưng mà mình thấy cũng khá là gọn gàng, tại vì nó làm nó ôm cái cổ tay rất là đẹp. Cái độ dày của chiếc đồng hồ này cũng khá là mỏng. Thì mình nghĩ một phần cái nguyên do độ mỏng của chiếc đồng hồ này là do cái phần viền benzen này ở ngoài này. Mặc dù Casio làm nó cắt điệu, thậm chí nó có những cái phần răng cưa như là những cái dòng đồng hồ diver, nhưng mà nó là cái phần làm giả, Casio họ làm giả cái viền benzen này thôi, nó không có xoay được, nó làm cố định nó không xoay được. Và chính vì nó không xoay được nó nên nó không có ổ bi, không có ổ bi ổ trục, nên nó giảm lại cái phần kích thước bề ngang của chiếc đồng hồ này, nó làm chiếc đồng hồ này khá là mỏng. Tuy nhiên về cái sự mỏng này, nhưng mà khi mình cầm lên tay chiếc đồng hồ này, mình vẫn cảm giác được cái sự mà đầm tay cũng như cái chữ chắc chắn khỏe khoắn lên chiếc đồng hồ này. Ở phần mặt trước các bạn sẽ có mặt đồng hồ với 3 kim và một ô lịch và một ô thứ. Hai kim giờ và kim phút được Casio làm với dạng bảng lớn và có dạ quang bên trong, và đi kèm là những vạch chia giờ dạ quang khá là lớn, được làm nổi bật 3D khá là đẹp. Các bạn nếu các bạn nhìn thấy kỹ ở đây, phần trong mặt đồng hồ Casio họ đã làm một cái phần là khung màu đỏ ở vị trí góc 12 giờ đến góc 3 giờ, nhằm để giống như là tạo cho các bạn cái cảm giác là chiếc dòng đồng hồ diver nó cũng có một cái vạch chia phút từ 12 giờ cho đến 3 giờ là 15 phút. Nó gần như là tương tự, và nó là Casio họ đem những đặc điểm mà thường thấy nhất trên dòng diver chiếc đồng hồ này. Về dây trên chiếc đồng hồ này là phần dây cao su. Thì như những video trước mình có giới thiệu cho các bạn về phần dây cao su, thì mình có mang lại chiếc đồng hồ này. Thì phần như video đó mình đã nói là phần dây này khá là dẻo và các bạn không lo sợ gãy, và nó cũng không thấm nước, rất là bền theo thời gian. Phần khóa là phần khóa kim loại. Và mặt sau lưng là, và đây là mặt sau lưng của chiếc đồng hồ này, là một cái phần nắp bằng thép không rỉ đóng chặt vào phần bên trong. Ok, và đó là những đặc điểm mình đã tổng hợp trên chiếc MTB 120 này, một chiếc đồng hồ mang dáng dấp của một chiếc diver watch. Anh em nghĩ sao về chiếc đồng hồ này, cũng như những thắc mắc câu hỏi, đóng góp ý kiến cho video sắp tới thì cũng đừng ngần ngại, hãy để lại bình luận phía dưới video. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.